Biết. Thật không dễ gì gặp được phương pháp này, không tin coi như xong. Cuộc đời này trôi qua vô ích. Thứ hai là phải Phật trí nan tư. Trí tuệ của Phật không thể nghĩ bàn, thật ra trí tuệ của Phật ta cũng có. Trí tuệ chúng ta cũng không thể nghĩ bàn nhưng vì bây giờ có vọng tưởng phân biệt chấp trước cho nên dù có trí tuệ có đức năng và tướng hảo nhưng tất cả đều không thể hiện tiền không đạt được lợi ích đức phật dạy chúng ta nếu ta buông bỏ được ba thứ này sẽ được thành phật sẽ phiên mãn nói thì rất đơn giản nhưng ta buông không được Không buông được thì không tránh khỏi được luân hồi Thứ ba là phải tin Niệm Phật được độ Phải tin rằng Dùng phương pháp niệm Phật này Vãng sanh đến thế giới cực lạc liền được độ Đây là ba vấn đề Mà trong phẩm kinh này nói rõ ràng Bây giờ chúng ta xem kinh văn Nhĩ thời thế tôn Nhi thuyết tùng viết Như bất vãng tích tu phước tuệ Ư thự chánh pháp bất năng văn Dĩ tầng cúng dường chư như lai tác năng hoan hỷ tính thử sự ác kiêu giải đại cập tà kiến nàng tính như lai vi diệu pháp thí như manh nhân hằng xứ ám bất năng thay đạo ư tha lộ đây là đoạn thứ nhất có hai bài kệ bốn câu đầu chính là nói rõ tên phẩm phước tuệ thị văn của phẩm này cũng tức trong kinh nếu có chúng sanh trong các gốc thiện đã từng cúng dường vô lượng chư phật do nhờ oai lực của đức phật này gia trì có thể đạt được pháp môn rộng lớn như vậy nhiếp thủ thọ trì trong đó trong các gốc thiện tức là đời trước tu phước tuệ nếu không phải đời trước tu thì đối với pháp này không thể nghe được chúng ta xem đoạn này trước đoạn này nói với chúng ta quả thật phật pháp khó nghe thực tế mà nói chúng ta nghiệp chướng sâu nặng ác là ác nghiệp kiêu là kiêu ngạo giải đãi tà kiến nên tuy gặp được nhưng không có lợi ích Chúng ta vô cùng may mắn gặp được một trường hợp hay, đó là cư sĩ Lưu Tố Vân. Nghe được Phật pháp, tu hành 10 năm lại có được thành tựu lớn như vậy. Như trong kinh điển tiểu thừa nói, là cảnh giới của A La Hán. những gì đã làm không chịu quả báo đời sau những gì đã làm chính là việc niệm phật liễu sanh tử bà đã làm thỏa đáng tuyệt đối không còn trôi lăn trong luân hồi lục đạo mười năm tu hành chúng ta tiếp xúc phật pháp không chỉ mười năm để nay vẫn mơ mơ hồ hồ Ai dám nói mình đã lo xong chuyện sanh tử Nguyên nhân gì vậy? Phải nói là Nếu trong đời quá khứ không tu phước tuệ Nếu có phải đời đời kiếp kiếp Trong quá khứ tu phước tu tuệ thì không có nhân duyên gặp được chánh pháp ngày nay chúng ta gặp được chánh pháp đại pháp thuần chánh chứng tỏ là trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ có tu phước tuệ nghe được thì sao thiện căn chúng ta chưa đủ chưa đủ phước đức Cũng chưa đủ nhân duyên Nhưng nhân duyên là chính bản thân tạo ra Khi buông bỏ được nhân duyên sẽ đầy đủ Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Vạn duyên buông bỏ Làm gì có chuyện không thành tựu Cư sĩ Hoàng Trung Sướng đã biểu diễn cho chúng ta thấy Chỉ hai năm mười tháng là phản sanh Trước khi bế quan ông nói với tôi Ông muốn thử nghiệm xem có thật không? Quả nhiên là thật không phải giả đã đến thế giới cực lạc làm phật rồi đáng sợ nhất là chúng ta để thời gian trôi qua một cách vô ích như vậy thì phước tuệ ta tu được trong đời quá khứ cũng uổng phí phước không phải là việc tốt quý vị xem những người thành tựu đều không có phước báo vì sao vậy họ mới thật thà phước báo lớn địa vị cao của cải nhiều không phải phước đó là phước ngu si của thế tục không phải là trí tuệ chân thật Trí tuệ chân thật là muốn liễu sanh tử suốt tam giới Giải quyết được vấn đề tự thân Còn làm tấm gương tốt cho mọi người Đó chính là hóa độ chúng sanh